làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phù phàm. Giết người trong mộng đã bồi thề. Giết người quên tình nghĩa phu thê. Giết người trong mộng đã đi về. Giết người như loài bướm đong đưa. Giết người mơ giết tình thơ. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phù phàm. Nhưng người ơi sao người trong mộng vẫn hiền về. Đành thôi giết người trong mộng mơ. Làm sao giữ được người trong mộng để được tình yêu dấu bé bàn. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phù phàm. Nhưng người ơi sao người trong mộng vẫn hiền về. Đành thôi giết người trong mộng mơ. Làm sao giữ được người trong mộng để được tình yêu dấu bé bàn. Giết người trong mộng hay giữ người trong mộng. Giết người trong mộng hay giữ người mộng.